Vậy xin anh em mình sẽ giới thiệu cho em một cái món phụ kiện đồ chơi cực kỳ gọi là xịn sò luôn. Và đến từ hãng Gamesir mình cũng review khá là nhiều trên kênh YouTube của mình, Gamesir F3, F2, F5 gì đấy. Những cái sai cầm phụ kiện giúp anh em chơi game PUBG, Liên Quân gì đấy, chơi thể các thể loại game luôn, hầu như game nào cũng chiến được. Rồi chúng ta sẽ xem phiên bản Gamesir X3 này nó như nào nhá. Đấy, anh em thấy túi chống sốc của Gamesir luôn, ngon chưa? Hãng Gamesir này thì mình thấy họ làm phụ kiện khá là tốt. Rồi thì bên trong chúng ta sẽ có đây, thấy ngay cái bao đựng này, đấy, còn một cái lớp siêu lớp ni lông nữa. Đây, link sản phẩm mình để dưới video cho anh em nhé. Đây chúng ta sẽ có cái hộp kiểu như này. Đây là bản là tay si này, X3 này có cả làm mát luôn, cooling luôn, phụ kiện chơi game. Một vài cái thông tin. Rồi chúng ta sẽ có cả bao đựng đẹp như này nha anh em. Wow. Đấy, chơi xong cất đi luôn. Gamesir X3 kiểu vải lưới chắc chắn này. Đó, khóa này. Đấy, cái bao đựng cao su chân chu nhá. Rồi ba, bên trong anh em sẽ có cái ngăn lưới như này để đựng dây cáp rất là dài luôn, và tất nhiên là tai si rồi, có logo Gamesir ở đây ở đầu luôn. Dây cáp này là dây chống rối nha anh em, nó sẽ cấp nguồn để làm mát thiết bị. Bên trong là có một cái hộp đựng Gamesir Winning. Vâng, anh em biết nó đựng cái gì không? Đây là điều đặc biệt mà những cái tay cầm khác không có, vâng, đó là cái phụ kiện để thay thế cái nút, chính xác là cái nút để thay thế, và đặc biệt nó là nút nam châm nha anh em. Đây nút điều hướng di chuyển lên xuống trái phải, núm cao su này đó, thay thế. Ở đây sẽ có thêm những cái tag gì đó này, và có cái miếng dán này để anh em trang trí này, hay là sách này hướng dẫn sử dụng này, cái tag thank you order này, nhìn gaming đúng không. Và ở đây nhá sẽ có một cái ứng dụng rất là hay, đó là ứng dụng tap tap. Thì mình sẽ giới thiệu ứng dụng này cho anh em. Ứng dụng này anh em vào ứng dụng này để tải những cái game. Đây như kiểu một cái kho game cho anh em ấy, như kiểu store ấy, store game up tới 12 độ C này anh em. Anh em tải cái mã này, mình sẽ để link ứng dụng ở dưới video luôn anh em để tải. Ok, thì bên trong sẽ có cái dán như này để bảo vệ. Ok, cảm giác khi cầm trên tay đầu tiên là mình thấy nó chắc chắn, khá là chắc chắn luôn, và kiểu nó bầu bĩnh ấy, nó đầy đặn tay luôn. Đấy là cái khu vực này này, khu vực này nó sẽ gờ lên, cầm cảm giác nó chắc tay ấy. Đây chính là khu vực làm mát khi nào sử dụng cái bóc ra nhá. Cao su ở đây bảo vệ điện thoại. Những cái phím điều hướng nhẹ cực kỳ, dễ di chuyển này. Cái này nó màu nó hơi ngả đỏ, 4 nút di chuyển lên xuống trái phải này, nó kêu tanh tách luôn anh em. Ở đây có một cái nút gì đấy, đây có nút G này, Gamesir này, đây có nút S gì này, nút Home này. Và chúng ta sẽ có một cái tai si ở đây, và anh em lưu ý cổng tai si này này, nó sẽ lỏng như này nhá, để lên xuống được. Nó sẽ tương thích với những cái thiết bị điện thoại khác nhau. Bên cạnh có một cái nút joystick nữa, hai nút joystick ABG. Ở trên thì có nút LR, bấm nhẹ thích nhá, hoàn thiện khá là tốt nhá. Này, nảy nó kêu nữa này, tách luôn. Nút L2, R2 thì nó sẽ to hơn. Sẽ có hai cổng tai si ở đây, quan trọng là cái quạt này. Đấy, quạt làm mát này, cooling. Điều đặc biệt đây nghe, nó sẽ rất là dễ dàng, linh hoạt nhá, linh hoạt để chúng ta lắp được nhiều điện thoại. Đó, anh em sẽ lắp tai si vào trước, xong rồi chúng ta sẽ như này. Con này là 5.5 inch nhá, hết cỡ này vẫn còn thừa một đoạn rất là dài luôn. Đấy, anh em có thể lắp thêm những cái phụ kiện gì ở đây cũng được nữa. Đấy, khi cắm vào thì nó sẽ biến thành một cỗ máy chơi game luôn anh em. Đấy, điều đặc biệt nữa là anh em có thể di chuyển được cái này. Đấy, điều đặc biệt chưa? Những cái tay cầm khác không có nhá. Mình review khá là nhiều cái tản nhiệt cho điện thoại không có cái chức năng như này. Di chuyển trái phải để nó làm mát nữa. Ví dụ cam của anh em ở đây gần quá thì ta di chuyển được. Ở đây có vài thông tin thôi. Khi mà cắm vào đây anh em, đấy thì chúng ta sẽ này, di chuyển được luôn này. Anh em thấy những cái nút này nó sẽ hoạt động được luôn, lên xuống trái phải này. Khi cắm vào thì nó sẽ lên đèn như này, không cần phải kết nối Bluetooth luôn, cắm qua tai si dùng luôn anh em. Anh em có thể thay những cái nút này, nó bằng nam châm nên hít rất là chắc luôn. Đó, lên xuống trái phải. Cái miếng điện cao su để bảo vệ cái joystick lắp vào, hay là thay thế cái joystick khác xanh này lắp vào, cực kỳ dễ dàng. Bóc cái lớp siêu này ra này, khu vực sò tản nhiệt, đây cũng là một lớp cao su nó sẽ ốp vào đây nha anh em. Đây. Những cái game ở trong tap tap thì nói chung là hầu hết những cái game của Android thì anh em đều chơi được. Đây, thoát này, chụp ảnh này, đấy, chụp màn hình, pause này, cancel này, ngồi này, nhảy này, đổi súng này, nạp đạn này. Cái gì đấy, ném bom anh em, chết luôn. Đó, phải chết, không phải chết, không phải chết. Đồ họa game này khá là đẹp, game tải trên TapTap nha anh em. Nhìn hoành tráng vãi chưởng.
di chuyển thì mình thấy cá nó nhạy luôn này. Đang ngắm đây. Rồi bây giờ biết ngắm. Đầu họa khá đẹp luôn nhá. Đây anh em tải ứng dụng TapTap về này. Đây mở lên thì hãy như này. Đấy, ở đây thì sẽ có rất là nhiều trò cho anh em. Đấy, những cái following, những cái người chơi giới thiệu trò hay là những cái game adventure thám hiểm này, game hành động này, game RPG này, chiến thuật này. Đấy, trong thì có rất là nhiều nhá. Nhiều game lắm. Cái này mình vừa tìm hiểu, thoải mái trò luôn. Messenger thể thao này. Ở đây thì anh em ấn vào cái mục này. Đây là những cái game mình đã tải ở này. Cái game này thì chơi hầu hết những cái game Android luôn nhá. Đây vẫn đang tải tiếp này. Rồi hay là tìm kiếm những game ở đây. Ở đây thì nó sẽ phân ra những cái mục là Adventure, RPG, Action gì đấy. Trời, bạt ngàn game luôn. Toàn game hay nhưng mà mỗi tội là hơi nặng anh em. Toàn là 1GB một game. Bét phải 1GB một game. Thì đăng nhập vào thôi, đăng nhập để tải thôi. Ý đây của mình đây, anh em có thể kết bạn để chơi nhá. Và ấn dấu cộng đây thì anh em có thể tạo mời chơi game hay là tạo những cái game, đăng những cái game gì đấy của anh em. Và đây được. Và một cái kho game khá là hay. Link tải mình để dưới video nhá. Mình thấy có khá là nhiều game hay luôn. Và đồ họa cũng đẹp nha anh em. Thì anh em lưu ý là con này nhá. Anh em sẽ cắm cổng sạc vào đây, tai xi vào đây thì nó sẽ sạc trên điện thoại nhá. Con này không dùng pin anh em, lưu ý vậy. Theo quảng cáo thì nó sẽ chỉ tiêu thụ khoảng 20mAh của pin thôi. Thì sẽ chơi được rất là lâu. Đấy, 20mAh chơi được rất là lâu. Như vậy là anh em không lo hết pin. Chỉ điện thoại hết pin thì mới không chơi được nữa. Đấy thì chơi thoải mái cả ngày nha. Game này đồ họa khá là đẹp. Chơi cũng vui, chơi game solo đối kháng. Chúng ta sẽ chơi được cả cảm ứng ở trên điện thoại, hoặc là chúng ta sẽ điều khiển bằng joystick như này. Có hai kiểu chơi. Đồ họa đẹp hết đúng không? Bày như chim các kiểu luôn. Đây mình ký tải khá là nhanh nha anh em. Đấy, khoảng 30 trên giây, với lại 30 trên giây cơ. Bây giờ khoảng 20 trên giây này. Ok nha em, có thể thấy thì đây. Mình cắm sạc vào phát thì nó lạnh luôn nhá. Đây, nó này. Đấy, tạo nước luôn, tạo hơi nước luôn. Sờ vào mắt lạnh luôn, như là anh em sờ vào cục đá ấy. Là nhiệt độ nó giảm liên tục luôn này. Đấy, 25 độ rồi này. Đấy, nó giảm liên tục luôn. Đấy, và hiệu quả chưa? Tạo hơi nước luôn. Và theo công bố nhà sản xuất là nó sẽ giảm tới 25 độ C. Lên tới 24 độ C cho điện thoại nhá. Như là nhét viên đá vào sau điện thoại luôn. Không lo điện thoại bị drop FPS. Không lo bị điện thoại bị nóng nhá. Xuống 24 độ rồi. Vẫn đang xuống. Ok, link mua sản phẩm này mình sẽ để ở dưới video anh em nhá. Với cả cái ứng dụng TapTap. Kho game đồ sộ luôn. Hàng tỷ game trên đấy anh em tha hồ mà download chơi về cả đời không hết. Anh em thấy video hay và thú vị đăng ký kênh cho mình nhá. Cảm ơn tôi với đây. Bye bye anh em. Anh em thấy ngon không? Ngon quất luôn đi, chần chừ gì nữa.